Dâu bạch tuộc Nhật Bản siêu rẻ được bán với giá chỉ bằng 1 phần 10 tại các cửa hàng hải sản. Mặt hàng này thực sự có được nhập khẩu từ Nhật Bản mà có giá chênh lệch trên trời. Thông thường thì giá cho mỗi kg dâu bạch tuộc Nhật Bản nhập khẩu chính ngạch là 800.000 đồng đến khoảng 1 triệu đồng. Nhưng những ngày gần đây trên chợ mạng, nhiều tiểu thương lại giao bán dâu bạch tuộc khổng lồ được quảng cáo là hàng Nhật Bản với giá siêu rẻ chỉ từ 90.000 đồng 1 kg. Nếu khách mua với số lượng lớn, giá chỉ còn 80.000 đồng 1 kg và được miễn phí vận chuyển đến tận nhà. Theo người bán mặt hàng này trên mạng thì dâu bạch tuộc có nguồn gốc từ Nhật Bản, giá bán ưu đãi do hàng này là hàng đông lạnh, đã được làm sạch. Khách mua về chỉ cần giã đông là có thể sử dụng được ngay. Tuy nhiên, một chủ cửa hàng hải sản lớn ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cửa hàng là đơn vị nhập khẩu và phân phối bạch tuộc Nhật Bản tại thị trường Việt Nam. Trong đó, dâu bạch tuộc được cửa hàng bán ra với giá là 800.000 đồng đến 1 triệu đồng một kg. Hàng chuẩn có giấy tờ và tem mác đàng hoàng. Với dâu bạch tuộc Nhật Bản siêu rẻ, theo khách hàng đã mua dùng thử phản ánh thì không có tem mác và không xác minh được nguồn nhập khẩu.